Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết nối Power BI đến SharePoint Folder. Đầu tiên, các bạn chọn Get Data và tìm kiếm SharePoint Folder. Tiếp theo, các bạn copy đường link đến SharePoint bạn muốn kết nối. Như các bạn có thể thấy, Power BI có hiện thông báo chỉ cần đường link gốc, nên các bạn cần xóa bỏ các phần sau và chỉ để lại đường link đến folder. Sau khi bấm OK thì sẽ có một hộp thoại hiện ra và yêu cầu bạn xác thực kết nối. Ở đây, các bạn chọn Microsoft Account và đăng nhập vào tài khoản bạn sở hữu hoặc là có quyền truy cập đến folder mà bạn cần kết nối. Tới đây thì các bạn đừng vội bấm Combine File, hãy vào phần Transform Data. Tại đây thì mình chỉ chọn một file trong folder để lấy dữ liệu, các bạn có thể tìm hiểu thêm các tùy chuẩn khác. Sau khi xử lý xong dữ liệu, các bạn chọn Close and Apply. Như vậy các bạn thấy, ở đây dữ liệu đã được kết nối thành công. Hy vọng video sẽ giúp ích cho các bạn. Chúc các bạn học tập hiệu quả.